Em đứng đây, xoay vòng anh coi coi. Hôm nay nhìn em xinh quá. Trời ơi, ngày nào mà em không xinh. Thì hôm nay em xinh hơn mọi khi. Em chúc mừng sinh nhật em nha. Vậy quà sinh nhật của em đâu? Anh biết em thích những món đồ độc lạ cho nên anh đã chuẩn bị rồi. Đi theo anh. Rồi, vô đây, vô đây. Đây. Sao? Em ngồi xuống đây. Đây. Tên, 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 tên. Đây là chiếc gương từng được phu nhân nhà họ Bành sử dụng cách đây rất nhiều năm. Nó là một món quà quý giá đó. Anh khó khăn lắm mới tìm được cho em đó nha. Em có thích không? Tất nhiên rồi, của chồng tặng là vợ phải thích thôi. Từ nay á, có chiếc gương này rồi, em sẽ make up thật là đẹp mỗi lần đi ra đường đi chơi với anh nha. Cảm ơn chồng yêu. Xong chưa? Trễ giờ rồi nè. Sao em thấy mặt em vẫn chưa đẹp? Được rồi, anh thấy mặt em đẹp rồi mà. Phải đẹp hơn nữa. Phải đẹp hơn nữa. Vậy anh ngồi đợi em thêm xíu nữa cũng được. Nhanh nha. Trời ơi, trễ giờ lắm rồi em ơi, em xong chưa? Phải đẹp hơn nữa. Phải đẹp hơn nữa. Vậy thôi anh đi trước, có gì em bắt xe tới sau nha. Nhanh lên nha em. Vợ ơi, anh về rồi nè. Sao đợi cả buổi mà không thấy em tới? Anh thấy đẹp chưa? Đừng quay quỷ đấy, anh em đi bỏ đi. Đây. Anh mà động tới đó thì đừng có chết tôi được. Đi ra ngoài, nhanh lên. Tìm kiếm tôi ra đây làm gì? Để tôi lên quan cái gương đó đi. Cái gương đó không bình thường. Không bình thường? Đúng vậy. Chiếc gương đó là của phu nhân cuối cùng nhà họ Bành. Nghe đồn lúc ông chủ nhà chết bắt đắc kỳ tử, bà ta bị nghi quan là đầu độc chồng nên cả dòng họ bắt tuẫn tiết theo. Nỗi oan khuất không tan biến được liền nhập vào chiếc gương đó. Rồi giờ tôi phải làm sao? Cái gì không biết thì phải học, muốn học thì phải tìm thầy. Chỉ có những thầy cao tay mới có thể giúp chiếc gương nó trở lại bình thường. Nếu không, sau một thời gian nữa, hồn ai trong xác đó cũng không đoán trước được. Vậy kiếm mau đi tìm thầy, nhanh đi. Đã tìm ra được nguyên nhân. Vậy giờ sao thầy? Có cách nào làm cho vợ con bình thường lại không thầy? Khó.
Cách gì thầy? Tráng lại cái gương. Sao lắm thầy? Ngày xưa khi sản xuất ra gương, người ta dán vào sau tấm gương một màn thiết 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 thiết. Rồi sao nữa thầy? Rồi sau đó người ta đổ thủy ngân lên để tạo hiệu ứng mặt gương 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 gương. Rồi sao nữa thầy? Do cái gương dùng lâu ngày cho nên nó bị mờ. Ê, hết lạch bắt rồi. Thầy, hết lạch bắt rồi thầy. Bây giờ sao thầy? Vậy nên bây giờ tráng lại cái gương. Ủa? Giờ ông làm nghề gì? Thợ tráng gương gương gương. Vậy mặc đồ thầy pháp làm chi? Tôi thích! Bà mắc cười quá! Mấy bữa nay cái gương mờ căm mà làm không có thấy rõ để make up gì hết trơn. Bữa nay gương rõ rồi nè. Cảm ơn chồng yêu nha. Hôm nay anh thấy mặt em đẹp chưa? Đẹp, trời ơi, vợ là đẹp nhất trên đời rồi. Trời ơi anh coi kìa, nội thất nhà này vừa ý em ghê luôn á. Bao nhiêu năm đi làm tích cóp, cuối cùng thì mình cũng mua được căn nhà này rồi. Em cảm ơn anh xã nhiều nha. Hên cho em, là em gặp ông chồng tốt như anh đó. Vậy thôi em xuống bếp nha. Hôm nay em sẽ nấu món ăn mà ông xã thích ăn nhất. Bye bye con. Ê, cái ba lô đây ba cầm cho. Rồi con ngồi đây chơi nha, ba vô ba cất đồ ha. Dạ. Con chào ông. Ủa, có thấy ai đâu ta? Bi, nãy con chào ai vậy? Con chào ông ngoài đó đó mẹ. Không thấy ai hết. Không phải người. Vậy không lẽ ê, hai vợ chồng mới chuyển vô sớm mình đó. Trời ơi bà vợ mình bốc lắm bà ơi. Ok bác kìa bác kìa. Ê chị. Dạ. Chị mới chuyển về sớm này hả chị? Dạ đúng rồi, hai chị là... Tụi tôi ở gần nhà chị nè. Dạ nhà em mới chuyển tới hôm qua mà chưa kịp chào hàng xóm gì hết. Trời thiệt ngại quá. Có làm sao đâu, thì bữa nay gặp bữa khác gặp, mình chung sớm mà. Không bà. Ê mà nói nghe nè. Dạ. Chị mới chuyển về đây á, chị thấy có cái gì lạ không? Dạ có. Thấy chưa, tụi nó có là có mà. Để tôi kể cho chị nghe. Trước đây trong cái khu phố này có một ông lão sống độc thân. Hôm đó trời vừa nhá nhem tối, ông đi ra ngoài đường. Rồi chị biết làm sao không? Không. Biết làm sao không? Không. Xe đụng cái bẹp trước cổng nhà chị đó. Trời ơi. Từ đó cứ mỗi buổi chiều á là thằng nhóc con tôi nó cứ thò đầu cái cửa sổ, nó vẫy tay chào tạm biệt.
Nó nói á, có một ông lão đang dần biến mất. Chắc là ông biến khỏi nhà tôi, bay qua nhà chị đó. Ôi, biết rồi, cái xóm này sẽ ghê quá à. Phải chiều tối là tôi không dám mở cái rèm cửa ra luôn á. Tôi cũng vậy, nó đóng kín mít luôn. Ghê lắm chị ơi. Không được, chúng ta phải chuyển nhà thôi. Nhưng mà mình mới mua căn nhà rồi mà anh. Cho dù có phải vay mượn tiền ở đâu đi chăng nữa thì mình vẫn phải để cho bé Bi lớn lên trong một môi trường trong sạch và lành mạnh nhất. Lần trước chắc tại mình không cầu cúng tâm linh cho nên mới có cái đó. Còn bây giờ mình làm đầy đủ thủ tục như vậy á, chắc là không sao đâu. Ừ, thôi để em đi đặt tỏi thêm nha. Mấy hôm nay cũng không thấy có hiện tượng gì lạ, chắc là cũng không sao đâu anh ha. Ừ, anh cũng thấy vậy. Với lại không khí ở đây trong lành thoáng đãng, tốt cho con mình. Con chào ông. Vậy là nó vẫn bám riết theo gia đình mình. Trước sau thì cũng đối mặt. Chúng ta liều một lần thôi. Lần này bà cho mình hết đường đầu thai luôn. Ngon mày ra đây, vợ chồng tao chơi khô máu với mày liền. Con chào ông mặt trời. Ông mặt trời. Dạ đúng rồi. Cô giáo dạy con cứ mỗi buổi chiều là khi ông mặt trời xuống núi đi ngủ, nên con bái bai ông mặt trời, ba mẹ cũng bái bai đi. Mới lên thành phố à, phải lo học hành đi chứ không? Đừng có ăn chơi liêu lỏng đó. Biết rồi mà mẹ. À mà với lại á, đi ra đường là phải cẩn thận nha. Dạo này nghe nói cho nó nhiều người lừa đảo lắm. Mà không phải lừa đảo bình thường đâu nha con. Xài bùa ngải gì tùm lum hết á. Mà hôm mẹ quên dặn con á, ra đường phải mang theo mấy nhánh tỏi trừ tà. Chút nữa mua liền rồi mang theo bên người cho mẹ nghe không? Biết rồi mà mẹ, vậy thôi nha. Ê nè nè. Bé. Dạ. Chị hỏi đường ra quận nhất cái bé. Quận nhất hả chị? Ừ, quận nhất. À... Ờ, được rồi, được rồi. Cầm cầm giùm chị cái. Chị có cái bản đồ của chị. Trời ơi, cái bản đồ đâu rồi? Đấy, đấy, cầm 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 giùm chị cái bé. Đấy, cầm giùm. Đâu rồi trời. À, đây rồi đây. Cái bản đồ hả chị? Ừ em, chị vẽ nguyên cái nước Việt Nam trong đây luôn. Một mình chị hiểu thôi đó. Dạo này nghe nói á, có nhiều người lừa đảo lắm. Mà không phải lừa đảo bình thường đâu nha con. Xài bùa ngải tùm lum hết à. Con kia, nhìn sâu vô mắt tao nè. Đưa đồ đây cho tao. Cái này là đồ của tao mà. Đưa đồ của mày á. Đưa lẹ. Đúng rồi. Ngoan lắm. Sai mà, bây giờ lừa đảo khắp mọi nơi hết trơn á. Hên là mình miễn táo. Chị, cái gì vậy? Chị gì nè? Em biết gì đâu nha. Ôi, em đi à. Chị đâu vậy? Bé. Đâu vậy? Em. Chờ chị xíu. Trời ơi, còn chị buông tha mình nữa hả? Bọn lừa đảo bây giờ táo tợn thiệt á. Trời ơi, khoan đã, chờ chị. Em. Cái này. Bà
gọi kể mày nghe được. Ủa, điện thoại ai vậy? À, được rồi, cầm cầm giùm chị cái. Nhiều tiền hết trơn á, bị nó lừa luôn cái điện thoại rồi trời ơi, tôi khổ quá mà.